mình là Kiên đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội và đây là kênh chính thức của Máy Ảnh Cũ Hà Nội để cập nhật là cái xu hướng và cũng như cái giá của máy ảnh này, phụ kiện này, ống kính này để các anh em có thể biết. Và ở trên kênh này chủ yếu đến 90% đó là cập nhật về giá. Còn lại mình sẽ có một kênh khác tên là kênh Kiên Nguyễn ở đây, thì đó là sẽ là những cái video hướng dẫn các bạn làm sao mà có thể chụp ảnh được, hướng dẫn làm sao các bạn có thể sử dụng máy ảnh tốt và hướng dẫn làm sao các bạn có thể kiếm tiền từ chụp ảnh. Ok, theo dõi kênh Kiên Nguyễn để có thể biết được thêm về những cái hướng dẫn chụp ảnh. Còn theo dõi kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội để các bạn cập nhật về giá nhé. Ok, và chủ yếu kênh trên kênh Máy Ảnh Cũ này sẽ được quay 50% là từ điện thoại để cho nó nhanh cập nhật giá tốt cho các bạn. Còn 50% được sẽ được quay bằng những máy ảnh chuyên nghiệp. Ok, vì thế chính vì vậy trên chất lượng trên kênh Máy Ảnh Cũ này thì có thể chất lượng video nó sẽ không tốt được như kênh trên kênh Kiên Nguyễn. Và mong các bạn sẽ thông cảm vì điều đó. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip làm sao giúp các bạn sẽ cập nhật tốt về giá. Ok, mình là Kiên đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.